Rồi chú lấy một tờ 30. À 31 chứ tôi lấy 31. À tôi lấy 31. Rồi 31 đây là đờ Ninh Thuận nè. 31 Ninh Thuận nè. Tôi lấy đờ này. Hơi Ninh Thuận luôn nè, cái này hơi 10 tờ lận. Ba tao ngon bữa ba trúng 10 tờ. 10 tờ ngủ nha nè. 10 tờ ngủ 500 triệu. À tao ngon ấy, à, trúng cái này nè, đời phụ ở quê mình rồi phụ. Đầu 63 nè. Ông ở gần đây nè, sân banh ông cũng trúng nè, hơi tờ 100 triệu nè. 44 nè. 35 nè. Hơi 6 nè. Tôi định lấy hơi 6 nè, 13 nè. Đây 13. 13 nè. Đó, 81 nè. 90 nè. Ba hơi nè, bữa nay vô bón số muốn hết mới rồi. Đó, còn nhiều đây nói chung ít số nhưng mà bón máy sắp rồi. Còn em ở bên kia nhiều. Dạ, chú lấy tặng nữa hả? Chú lấy tặng đây hả? Đâu, 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 đâu. Ở biết đâu vô xô. Từ chú có thường mua giấy số không? Không có, ít mua đó. Ít mua à? Thời giờ không mua nữa không? Không mua gì, không mua nữa. Thời giờ không mua mà nào mua? Mọi ngủ vậy à? Đâu, 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 để thấu tiền nha. Đó. Ninh Thuận là đờ phụ có hơi sắp. 40 tờ mà vô lấy mỗi thứ mỗi tờ đều phụ phía tao chiều nay đều phụ vô xô. À tự giờ không mua vé số mà nào cũng mua, đi ngon đi mua. Đi ăn số cà phê mua. À đi kia có quán cà phê kia bán ngon lắm nghe. Đó. À. Mười ngon một ly. Để có ăn chú nghe. À ít cái mua dễ trúng nghe. Thôi để xíu nó theo chú hơi tài đây nè. Ít mua là ít mua tự giờ không mua. Không có mua. Không có mua. Giờ dây biết giàu không? Rồi 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 vậy đồng. Tôi lấy ăn hai hơi tại đây. Số mà ăn lấy hơi tại đây mà không lấy mấy cái này. Là chính không lấy mà lấy đều phụ. Lý do. Lý do là nó còn y. À chú lấy còn y nữa hả? Chứ còn y. À đúng rồi, chưa mua cái này hơi 10 tờ. Chưa mua. Còn nguyên luôn. Ăn lấy còn nguyên thôi. À lý do còn nguyên. 4044 chưa mua tà nội không? À chưa mua có lý mình mua là nó trúng thật chứ lý gì vậy? Rồi 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 có mang chú nghe còn nguyên đúng rồi, cái đây hơn mà giờ phụ ý người mua lắm mà chú ý có mua chú mua cái đồ đó dễ vô lắm á. Có mang chú nghe. Rồi em cũng cảm ơn quý vị anh chị xem video của em nha. Hồi nãy ông chú mua thì cũng qua cho anh quý vị anh chị mình xem luôn. Chú trời giờ không có mua giấy số mà hôm nay mua thì mình sẽ mình ra mình quay thì mình thấy chú vô mua thì mình quay luôn cho quý vị anh chị mình xem cái buổi bán giấy số nhà mình luôn. Thôi mình cảm ơn và xin cầu quý vị anh chị nha, cũng số tài khoản Zalo cái bạn như thường lệ nha anh chị. Cũng số tài khoản đó nếu anh chị mua số nồi thì điện thoại cho em nha anh chị. Đó. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha. Số ngày mai có gì em sẽ quay sau nha anh chị.